cầm thêm 8 tiền nữa. Rồi thì hôm nay con Trương Thị Mười hôm nay đã nhắm mắt Trương cuộc đời Canada đến đây để hỗ trợ cho chú 1 triệu đồng để chú trang trải ăn uống trong lúc bệnh hoạn. Ở nhà ăn cơm gì vậy? Cơm đậu. Hả? Đậu. Rồi sống với đây với ai? Một mình. Một mình hả? Rồi bà đâu? Bà nào? Vợ. Vợ. Vậy hả? Không có vợ hả? Có con không? Không. Không hả? Tôi đâu được? Nhà thành phố á. Ở thành phố chợ đầu phải không? Rồi đi đứng khỏe không? Dạ. Được không? Đi xa nổi không? Đi gần xa. Đi xa, đi có chống gậy hay đi không? Đi một mình à?